Video này được mang đến cho bạn bởi chùm figure, chùm cuối và chùm sticker Những shop bán figure, bán áo và bán sticker chính thức của chúng tôi Vào hè rồi, đến lúc mua áo mặc thôi Trong tháng 6 này chúng tôi đang có cực kỳ nhiều ưu đãi Mua cái này lại tặng cái kia Nên là các bạn có thể bấm vào đầu link trong phần mô tả và bình luận Để sắm ngay cho mình một chiếc áo phông cực kỳ tuyệt vời để đón hè Woo, Hôm nay là thứ sáu và lại là chuyên mục kinh dị của The Reviewer Tiếp tục với series AMC The Walking Dead Mùa 3, đây là một trong những cái mùa hay nhất theo tôi nếu các bạn muốn xem tóm tắt các mùa trước thì hãy tìm lại trên kênh đừng xem bên quay đừng làm một đồ phản bội giờ thì chúng ta tiếp tục với hành trình tàn sát zombie của Rick chắc là sau khoảng tầm bảy tám tháng sau sự kiện ở trang trại tôi đoán thế tại vì bụng của Lori trông như nhét cái công vào đấy rồi cả nhóm đang lang thang lút đồ khắp nơi không tìm được chỗ nào tử tế để ở nhưng mà chắc là vẫn tìm được chỗ để rửa xe tại vì xe trông sạch vãi tóc ai thì cũng dài ra như chiến binh siêu say ra nhất là Coral mục tiêu của cả nhóm hiện tại là tìm chỗ an toàn để Lori vỡ chum và họ đã tìm tìm thấy một nơi hoàn hảo để nuôi dạy trẻ thơ một nhà tù tăng tòm rick cắt hàng rào để cả nhóm đi vào rồi dùng dây điện buộc chỗ đó lại họ dùng 10 người để dọn sạch zombie ở sân cỏ nhà tù giờ thì ai cũng khác với mùa một mùa 2 rồi cũng thành chiến binh hết rồi đêm đấy cả bọn thoải mái ăn uống nhưng mà rick thì vẫn chưa thỏa mãn với một bãi cỏ anh muốn là ngày mai phải chiếm lấy cái xà lim và bệnh xá để tìm thêm đồ nhưng mọi người đang kiệt sức và lori cũng nói vấn đề đó với chồng nhưng mà rick khó chịu với lori từ lúc cô thái độ khi biết chuyện trên bị giết hóa ra cách để cãi nhau thắng vợ là giả chết để vợ yêu bạn mình rồi chí chết vợ khi vợ gần đẻ. Anh em để ý nhá. Sáng ngày hôm sau, theo kế hoạch của Rick, cả nhóm bắt đầu diệt bớt zombie trong khu vực và họ tìm được chìa khóa xà lim, dọn dẹp một khu để làm nơi ở và cuối cùng cũng tìm được một chỗ đặt chân. Rick cũng được thở phào và nằm nghỉ. Nhưng mà ngoài kia vẫn còn người đang sinh tồn, đấy là Andrea và người thần bí cứu cô, cận vệ của T'Challa hay ở trong phim này là Mission, một cô gái trông giống Wibu da đen lạnh lùng và giỏi dùng kiếm. Nhưng mà kiếm đi không chém được sự ốm của Andrea, cứ đà này thì Andrea đang xuất là cái chắc. Trong khi đó nhóm của Rick tiếp tục dọn dẹp nhà tù, họ đi vào một hành lang hẹp mà tôi không biết là chỗ nào bên trong đấy thì có đầy zombie và Herschel bị cắn vào chân và Rick quyết định là chặt chân của Herschel để Herschel đỡ bị biến thành zombie. Kênh chat lại bấm một nếu bạn nghĩ là may không phải là cắn vào chim. Đúng lúc đấy thì họ gặp một nhóm tù nhân sống sót. Daryl đứng lên cảnh giới nhưng mà Rick thì ra lệnh rút về chỗ trú. Clan kiếm một cái xe thức ăn làm giường đẩy Herschel đi. Cả nhóm bất chấp quay lại đường hầm mặc kệ bọn tù nhân đi theo. Đến lúc vào xà lim thì khóa cửa lại và lập tức cầm máu cho Herschel. Daryl thì vẫn giữ cảnh giác với đội tù nhân. Rick ra lệnh cho Clan ở lại để khử Herschel nếu mà ông này biến đổi rồi đi ra nói chuyện với đội đội tù nhân đội này đã ở trong tù quá lâu và không biết là thế giới đã sụp đổ sau khi được phổ cập về ngày tận thế thì đội này muốn chiếm xà rick thỏa thuận là giúp chúng dọn xà lim đổi một nửa thức ăn mà đội này có nhưng mà anh sẵn sàng giết hết bọn này nếu mà có vấn đề lũ tù nhân thì chiến đấu như một đám du côn khi mà có một tên tù nhân bị nhiễm bệnh thì tên cầm đầu thẳng tay giết luôn và thằng này có định giết cả rick nhưng mà mày ngu rồi bị rick giết luôn thế là một tên bị bỏ lại giữa bầy zombie hai tên bị khống chế ông tóc vàng thì cầu xin tha mạng của đông da đen thì kiểu giang hồ cốt khí và hai người này được thả vào một chiếc xà lim khác cách xa chỗ của rick khi mà rick quay lại nơi ở thì herschel đã tỉnh lại và rick lại ra nói chuyện với laurie giờ thì cô đã thực sự tôn trọng nỗ lực của rick bất kể là nó không giống với anh ngày xưa rick vỗ vai cô bày tỏ sự biết ơn về kiểu anh ở cạnh em à ở cách nhà tù khá xa thì một chiếc trực thăng xuất hiện và nó bị rơi. Andrea và Michon tìm thấy nên là quyết định đi đến đấy. Họ tìm thấy một nhóm sống sót khác và chọn là nấp đi để quan sát tình hình. Nhóm này thì có tổ chức, có súng ống và có kinh nghiệm đối phó với zombie. Họ cứu được phi công còn sống sót và xử lý đám zombie xung quanh. Michon thì phải giết hai con zombie sách đồ đi để tránh bị phát hiện. Nhưng mà một tên trong số chúng tìm ra cô và tình cờ đấy chính là Dickson, anh trai của Daryl. Thực ra tên thật ông này là Merle, anh trai của Daryl nhưng mà tôi gọi là Dixon nhé. Dixon thì vẫn sống và bây giờ có một cái tay giả thay cho cái tay thật và con dao. Hai cô bị bắt cơ mà lại được chữa trị. Dixon trao đổi tin tức về Andrea, hắn biết là Dero còn sống và đã cùng Rick quay lại tầng thượng tìm hắn. Dixon mời cả hai nhập hội nhưng mà Michonne từ chối. Sếp của Dixon thì là ông Governor thống đốc thì lại bảo là không để hai cô rời đi được và hứa khi họ sẽ khỏe mạnh thì sẽ thả đi và cho tàu đi tìm kho báu One Piece. Sau đó thì ông thống đốc lén cửa Dixon theo dõi hai cô gái. Thống đốc là chỉ huy của khu Woodbury, một khu phố sạch sẽ không một xác chết, có linh gác, đồ ăn, thức uống, chăn ấm nệm êm cư dân sống yên bình nói chung là berry giống thiên đường tay phi công của trực thăng sau khi được cứu thì kể lại căn cứ của anh này đang thất thủ và chỉ còn vài đồng đội sống sót trốn ở bên ngoài có cả vũ khí thống đốc bèn xin cái địa chỉ để đón họ về sau đó thì ông này đi vào một phòng bí mật nơi mà milton một nhà khoa học báo cáo cho ông ta về hai con zombie của michon bọn này bị chặt tay phá vỡ hàm để không gây nguy hiểm và được thuần để không tấn công người khác mà lại còn tỏa ra mùi giúp michon ngụy trang xong việc thì hắn tiếp tục trêu đãi hai cô gái và andrea thì lại bắt đầu nói chuyện bằng hormone sinh dục còn Michon thì chỉ để ý là vũ khí của họ được để trên kệ tủ cơ mà thống đốc vẫn giả vờ lịch sự chứ không nói toẹt ra là không thả cho họ đi thế nên là Michon không tin ông này Andrea thì lại cực kỳ thích thú với Woodbury cả hai trái quan điểm và bắt đầu tách nhau ra trong lúc đấy thì thống đốc đi tìm đồng đội của nhóm lái trực thăng Bắt đầu thì thuyết phục họ gia nhập nhưng mà rồi trở lại đánh úp giết sạch tất cả và sau đấy thì chiếm lại toàn bộ vũ khí rồi trở về nói với mọi người là họ đã tử nạn wow ông này là một kiêu hùng kiểu tận thế vẻ ngoài quý ông nhưng mà che giấu sự tàn ác bên trong nói chung là giống một con gấu lót xô trong Toy Story tay này lại còn thần kinh hơn khi mà có hẳn một cái phòng bí mật để đầu những kẻ hắn đã giết và chiến lợi phẩm gần nhất là đầu người lính lãi trực thăng michon nhanh chóng phát hiện ra thẩm đốc nói dối về cái chết của những người lính nhưng mà tên này vẫn khá là rừng rừng không thừa nhận cái gì cả nên là michon lại càng tìm cách để rời đi nhưng mà andrea thì nhất quyết là muốn ở lại trong lúc đấy ở nhà tù nhóm của rick vẫn đang cố biến chỗ này thành nơi ở được hai tên tù nhân kia thì tiếp tục xin gia nhập đội nhưng mà rick nhất quyết không cho tì thì lại nghĩ là nên cho đám này một cơ hội nhưng mà ngày thường còn không tin được tù nhân thế lại đi tin tù nhân thì hơi tự đá vào chân mình nhưng mà bỗng rắc rối ập đến một đàn zombie xuất hiện trong khu vực an toàn trong khi những chiến binh chính thì đang ở vòng ngoài của nhà tù những người còn lại thì cố lui về xà lim và cuối cùng thì ti đó bị gắn đến lúc rick quay lại dọn sạch đám bên ngoài thì chuông báo động lại vang lên lũ zombie nghe thế lại càng kéo đến rick bắt hai tên tù nhân giúp anh tắt nó đi ti đó lúc này đi với carol biết mình sắp chết nên là hy sinh cho carol chạy thoát Ê. carl Maggie và laurie thì trốn vào trong phòng máy đang lúc kẹt thì Lori lại đau đẻ thế là Maggie phải đỡ đẻ hộ luôn. Rick thì đang ở phòng điện và phát hiện ra kẻ đứng sau rắc rối chính là cái tên tù nhân anh bỏ lại giữa đàn zombie. Cả hai đánh nhau và anh tù nhân da đen cướp được súng nhưng mà không bắn Rick mà bắn tên phá hoại rồi trả súng cho Rick. Thế là chiếm được niềm tin của Rick. Trong lúc đấy thì Laurie đang dặn đẻ cứ mà mãi không ra. Thế là cô quyết định đẻ mổ, chọn hy sinh để cứu đứa bé. Carl ôm lấy mẹ lần cuối rồi tiễn bà bằng một viên đạn để không bị biến đổi. Maggie bế đứa bé ra cho mọi người. Cô nhìn Rick mà môi mấp máy không nói nên lời. Và thế là Rick cùng Carl khóc với nhau ngược lại với nhà tù thì uberry đang tổ chức tiệc vui lắm andrea thoải mái vui chơi còn Michonne thì vẫn khó chịu với nơi này lúc này chúng ta biết về một bí mật đầy đình la thống đốc đang bí mật chăm sóc đứa con gái đã bị biến thành zombie và hoàn toàn không có gì khác thương cả có khác thường đấy Về phía Rick thì đang choáng váng với tin là Lori đã chết Những người còn lại trong nhóm thì thay anh chăm sóc đứa bé Daryl thì phụ trách ra ngoài tìm sữa cùng Maggie Còn Rick thì chui vào trong nhà tù tập đếm Một này, hai này Glenn tạm thời trở thành chỉ huy Còn hai tên tù nhân thì miễn cưỡng được gia nhập đội Trong lúc đó ở Woodbury, Michonne đột nhập vào phòng của thống đốc Lấy lại vũ khí và phát hiện ra cuốn sổ tay của thống đốc Có một trang ghi tên của những người đã chết Sau Penny con gái hắn thì mỗi người là một gạch và gạch kín ba trang giấy cô tí thì phát hiện ra cả phòng bí mật nhưng mà thống đốc đã về phòng nên là cô phải chuồn đi và phát hiện ra một nhà kho gần đó đầy zombie cô định giết chúng nhưng mà ai ngờ là bọn này lại được Woodberry nuôi thống đốc biết thế thì không giận mà lại muốn thuyết phục Michon quy thuận nhưng mà cô này dương kiếm tỏ thái độ rồi bỏ đi và thế là thống đốc đành phải thuyết phục qua Andrea để cô nói lại với Michon nhưng mà lại không hiệu quả Michon quyết định rời khỏi Woodberry còn Andrea thì chọn ở lại với thống đốc cho nó vui cho trịch nhau các thứ quyết là thà khổ tâm còn hơn là khổ thân trong lúc đó thì Dixon đang dẫn một đám đến chỗ bẫy zombie họ cần thu hoạch đống này để làm gì thì tí biết. Lúc đấy ở nhà tù, Glenn đang đi tìm Rick. Lúc này đang phát điên, giết một đống zombie và trong đầu thì chỉ có bản năng tấn công. Tôi thế thôi không tìm nữa bỏ đi vậy. Tối hôm đó, Daryl đem sữa về, thế là đứa bé được bú phát đầu đời. Mọi người xung quanh cũng vui vẻ hơn. Con đông bô của nó thì mò đến nơi Lori chết xác của cô đã được một con zombie dọn sạch và Rick điên cuồng trút giận lên nó. Con bên Goodberry thì vẫn đang vui vẻ lắm. Người dân tụ tập vào nhà kho, xích bốn con zombie quây thành một hình vuông để võ sĩ vào đấm nhau. Nói chung là kiểu WWE. Andrea thấy nó bệnh hoạn nhưng mà thân đốc bảo là đấy nó dạy cho người ta cách không sợ hãi bọn zombie. Mắt Andrea không bị tật khúc xạ nhưng mà vẫn không thấy cái cờ đỏ to lù lù trước mặt. Qua một đêm thì Rick vẫn cứ ở lại cái phòng đấy và đột nhiên tiếng chuông điện thoại reng reng. Đầu dây bên kia là một giọng nữ. Cô ta bảo là có nơi an toàn. Rick lập tức xin gia nhập nhưng mà chị lễ tân này khá là chuyên nghiệp đòi dập máy để hỏi ý kiến cấp trên nhờ cuộc gọi mà anh tỉnh táo đi gặp lại mọi người nhưng mà cũng chỉ hỏi thăm tình hình xong lại bỏ đi ngồi chờ điện thoại đổ chuông lần này là một người đàn ông hắn hỏi là rick đã từng giết người chưa thanh niên cũng thật thà trả lời tên này có muốn hỏi về lori nhưng mà rick không muốn nói nên là hắn dập máy luôn rick lại tiếp tục nhốt mình cả ngày ở dưới đấy herschel đến để an ủi thì rick mới nói ra chuyện trách điện thoại và lý do anh cứ ở mãi dưới này trong lúc đó thì dixon đang đi săn mission nhưng mission dùng kiếm hay quá cộng thêm một do tấn công nên là Dixon thất bại và khử luôn tên đi cùng để che giấu mọi chuyện. Mission thì bị bắn một phát vào chân nhưng mà người cô toàn máu thịt thối nên là không tạm lo với zombie. Quay về với Rick, cô gái kia lại gọi hỏi về cái chết của Lori. Rick tự dưng thấy cái gì đó không ổn tại vì cô gái kia biết tên mình thế là lập tức dập máy. Mission lúc này đang đi vào thị trấn và bắt gặp Maggie và Glenn đang đi lấy sữa. Đúng lúc đấy thì Dixon xuất hiện và nhận ra Glenn. Hắn muốn đi gặp Daryl nhưng mà Glenn không cho. Không cho thì tao bắt vợ mày và cả mày với Woodbury để phim thêm phần hay. Quay trở lại về Rick và chiếc điện thoại Dora Mon thì lần này anh nhận ra giọng nữ bên kia lại chính là Lori Hóa ra nơi an toàn cô nói là thiên đường Sau đấy thì Rick nhận ra là mấy hôm nay mình buồn quá nên là hóa hoang tưởng rồi thì phải Và, và giờ là lúc tỉnh táo tàu lại đi không thì tất cả lên thiên đường hết Trong lúc đó thì Dixon quay lại báo cáo cho thống đốc mà nói dối là Mission đã chết nhưng mà lại bắt được thêm hai người mới Quay lại với Rick đến Salim bởi đứa con mới sinh Có một tin vui là Daryl tìm thấy Carol Và một tin không vui không buồn là Mission xuất hiện bên ngoài nhà tù với giỏ sữa bột Mission đã kiệt sức và Rick quyết định cứu cô ta vì giỏ sữa và cũng như thống đốc anh sẽ chữa trị cho cô và tịch thu vũ khí daryl thì đúng lúc thông báo chuyện của carol cả bọn ôm nhau vui mừng chính vì thế mà michon biết là đội này không giống như đội ở woodbury michon sau đó kể lại chuyện glenn bị bắt và cung cấp cho họ thông tin về woodbury trong lúc đấy thì mặt của glenn đang tập boxing với dixon tại vì không chịu khai ra vị trí của cả nhóm nhưng mà đừng lo rick đã lên kế hoạch để giải thoát họ những người có khả năng chiến đấu thì sẽ đi nên là rick giao nhiệm vụ bảo vệ cho car Kha <laughs> còn hỏi ý bố là đặt tên cho đứa em là Judith Rick ok hết mày thích gọi nó là tên lửa hạt nhân cũng được ở Woodbury thì Andrea trở thành FWB của thống đốc và được giao nhiệm vụ giúp đỡ Milton anh này thì đang nghiên cứu xem là liệu zombie còn có ký ức hay không để giúp thống đốc chữa trị cho con gái Milton lập lại nhiều hành động với một âm già sắp chết rồi xem là khi hóa thành zombie thì ông ta còn nhớ hay không kết quả là không tôi nghĩ là do Alzheimer trong lúc đó thì Dixon chuẩn bị một con zombie cho Glenn để xem là cậu có thoát được không khi đang bị trói tay Glenn thì không làm người da vàng xấu mặt và đủ khiến cho đám thống đốc cũng hơi rén Thế là hắn ta quay sang giở trò với maki Nhưng mà Maggie vẫn cứng Thống đốc thì không cứng Nên là hắn đem maki đi gặp Glenn Uy hiếp cô sẽ phải nói nếu không sẽ bắn Glenn Maggie khai luôn Thống đốc còn đi ra hôn hít Maggie các thứ rồi mới thả Khiến cho Glenn bực lắm Sau đó nhóm của thống đốc họp lại Và bàn kế hoạch tấn công nhóm Rick Mà không hề biết nhóm Rick đã đến hút Berry rồi thống đốc sau đó mải mê về Andrea rồi bận chăm sóc con gái. Glenn thì đã được ở bên Maggie và cũng được xác nhận là cô chưa bị gì ngoài là bị sờ nhưng mà Glenn vẫn không tin lắm vẫn cay lắm. Glenn sau đó đi bẻ tay con zombie trong phòng lấy xương của nó làm vũ khí. Không hề biết là đội cứu viện đã đến. Thống đốc thì cũng nảy ra ý định chiếm nhà tù bằng cách dùng quan hệ giữa Dixon và Daryl còn Maggie và Glenn thì sẽ đem cho zombie ăn. Khi mà Dixon dẫn đàn em đi bắt hai người thì Maggie đã giết một tên và khống chế được Dixon nhưng mà giữa đại bản doanh của địch thế này thì chạy đi đâu nhưng mà không sao vì tiếng động đã dẫn đường cho nhóm của Rick. Rick ném cả flash, cả smoke rồi lập tức cứu người chạy đi. Sau đó cả nhóm trốn vội vào một căn nhà. Còn Mission thì lựa chọn đi lẻ. Glenn lúc này thì mới nói ra chuyện của Dixon khiến cho Daryl muốn chạy đi tìm anh dài nhưng mà bị Rick cản lại vì cả nhóm đang rất cần Daryl. Michonne tách ra để lẻ lên phòng thống đốc để trả thù vụ cử người đi giết bố mày và vì mày là một thằng bệnh hoạn. Lúc này thì nhóm của Rick tiếp tục dùng smoke để rút lui nhưng mà làm lộ vị trí. Quân thống đốc bao vây. Daryl chấp nhận bọc hậu. cả nhóm ra đến chỗ xe buýt nhưng mà Rick lại lên cơn hoang tưởng thấy shane đi tới và bắn ngay một phát thì mới nhận ra mình vừa bắn anh tù da đen nhân vật phụ chết không sao Rick là người cuối cùng thoát ra còn Daryl bị kẹt lại Lúc này ở nhà tù có một tiếng hét vọng lại ở đâu đấy Carl đi xem lại xem có gì và phát hiện một nhóm người đang chiến đấu với zombie Quyết định cứu bọn họ nhưng mà cách ly bên ngoài xả lim Trong đội này thì có vẻ tử tế nên là chắc là đến đây để tiếp tế màu da cho đội của Rick rồi Lúc này thì Michonne phát hiện ra căn phòng bí mật của thống đốc và cả con gái hắn Thống đốc xuất hiện để ngăn cô giết nó thậm chí là cầu xin đừng giết nó Nhưng mà zombie là zombie phải giết thôi Thống đốc thấy con gái bị giết điên cuồng lao vào và bị chọc mù một mắt. Andrea xuất hiện chặn Michon lại nhưng mà Michon chỉ lạnh lùng bỏ đi và Andrea thì cũng không muốn bắn mà quay sang cứu thống đốc. Lúc này thì cô mới phát hiện ra mấy cái đầu và việc nuôi đứa con zombie của thống đốc nhưng mà giờ thống đốc đã được thăng quân hàm lên thành đô đốc hải quân một mắt michon lúc này quay lại tìm nhóm của rick anh bực bội vì sự vô trách nhiệm của cô đem lại nhiều thiệt hại nhưng mà đúng là michon chỉ hứa là đưa họ đến woodbury thôi hay chứ không phụ trách đưa ra ngoài woodbury thì giờ đang tổ chức một cuộc họp thống đốc chỉ ra nguyên nhân của cuộc tấn công là dixon Kẻ đã không giết Mission và là anh trai của Dero, một trong những kẻ tấn công, thống đốc cho Dixon một cơ hội để chứng minh sự trung thành là chiến đấu đến chết với em dai Andrea cố gắng ngăn lại nhưng mà cô có địa vị gì mà nói? Dixon lao vào đánh Dero nhưng mà trong đầu thì đang tính toán đường lui cho cả hai. Đúng lúc này thì nhóm Rick lại tấn công, giải thoát hai anh em bằng bom khói. Dixon dẫn cả bọn chạy theo một lối nhỏ và cái khe đấy thành lối cho bọn zombie, Chan và Woodbury. Trời rạng sáng thì Rick quay về chỗ để xe, lúc này thì súng và kiếm lập tức chĩa về phía Dixon. Hắn đã tấn công khá là nhiều người trong nhóm, nhất là clan nhưng mà vẫn thích cái bẩn, thế là bị đánh cho ngất luôn. Trong lúc này tại nhà tù, hai nhóm sống sót khá hòa thuận. Anh da đen thì luôn muốn nhập hội nhưng mà Herschel thì không quyết định được điều đó và cảnh báo là Rick thì không hề dễ tính. Rick thì còn đang mãi không cho Dixon gia nhập được nhóm nên là Daryl quyết định là bỏ đi cùng anh dai. Tiếc chưa? Mất đi Daryl thì đúng là fan chửi phim luôn. Anh quay sang bảo em là khi nào khỏe thì cũng chim cút luôn đi. Glenn thì tỏ ra cực kỳ khó chịu tại vì kẻ đánh anh xuất huyết là Dixon thì được thả đi, còn Daryl thì đã bị bỏ đi. Thống đốc thì kẻ làm nhục Maggie thì vẫn sống. Maggie thấy bạn trai cứ bô bô chuyện của cô thì cáu thế là Glenn phải nhịn xuống một tí Woodbury giờ thì đang xảy ra bạo loạn người dân đòi mở cổng để họ tự sinh tồn đúng là cái bọn heo nhà nuôi lâu không biết sự đáng sợ của rừng xanh mà đám này ồn ào lại dẫn zombie đến Andrea cố đứng ra giải hòa thì đúng lúc đấy có một con zombie tấn công không ai dám bắn người bị cắn trước mặt dân chúng người dân thì cứ đứng nhìn mồm kêu giúp đi giúp đi thống đốc xuất hiện rất khoát bắn một viên quay đi đếch nói gì đầu óc thanh niên này giờ chỉ có trả thù Andrea lại phải đứng ra để chấn an người dân nhóm của Rick thì đã về đến nhà tù tin tức Daryl rời đi ảnh hưởng đến mọi người, Herschel lại phải đứng ra chữa lành là tâm lý cho cả nhóm, nhất là đôi Maggie và Glenn đang giận nhau. Sau khi chắc chắn tất cả thành viên được khám thì Rick mới ra nói chuyện với nhóm kia. Ban đầu thì nhất quyết từ chối không cho đội này ở lại, cơ mà sau khi Herschel khuyên một tí thì đã đổi ý. Nhưng mà bây giờ vấn đề lại xuất hiện, Lori chết rồi mà vẫn chưa tha, cứ ẩn ẩn hiện hiện ám Rick khiến Rick phát điên và bắt đầu nói chuyện như sắp cầm dìu bổ hết mọi người. Thế là nhóm kia sợ quá sủi vội. IC của Rick thì ngày càng ấm ầm, cứ đổi theo báo của Laurie mà chẳng biết là thống đốc đã trao cho Andrea thị trấn để tập trung trả thù. Daryl thì bỏ đi với anh dai. giờ chỉ huy nhóm thì có Glenn mà Glenn thì vẫn đang cay thống đốc cái vụ đấm thằng sờ vợ mình cứ đòi quay lại ám sát thống đốc may mà có hơi tỉnh táo ngăn lại nói chung là lai áp ở nhà tù này yếu cả về chất tướng lẫn kỷ luật thì đánh đấm cái gì Glenn phải liên tục dọn dẹp đống zombie nhưng mà còn có quá nhiều việc để làm anh tìm đến Maggie đang dầu sôi lửa bỏng thì Maggie vẫn bận rỗi Daryl gam cần anh cơ mà Daryl vẫn đang lang thang trong rừng với Dixon hai người gặp một vài người sống sót bị tấn công đó là hai người đàn ông pháp sợ hãi đến nhạy cảm và một người phụ nữ có con nhỏ Dixon định lấy phí ganh nhưng mà Daryl không cho anh cướp đồ của một đứa bé và quan trọng là Daryl quyết định quay về. Dixon muốn cản thằng em lại nhưng mà khi thấy vết sẹo do bố đánh trên lưng Daryl thì nhận ra là khi xưa hắn bỏ trốn đã làm thằng em phải khốn khổ. Dixon tuy mất dạy nhưng mà thương em nên là chấp nhận quay về nhà tù. Lúc này ở nhà tù Glenn phải ra ngoài kiếm đồ, căn cứ không còn ai để thủ, Rick thì cứ lang thang ở ngoài như cái thằng dở hơi. Thế là Herschel đi theo tìm Rick, mong là anh tỉnh táo lại để chuẩn bị cho một cuộc chiến với thống đốc. Nhưng mà đúng lúc đấy thì thống đốc tấn công, mở đầu bằng bão đạn, làm tên tù nhân cuối cùng chết rồi cho một cái tông thẳng vào sân nhà tù thả một đống zombie ra ngoài xong rồi chả hiểu sao không pressing nữa mà đi về thế là cả nhóm có cơ hội đánh lại glenn cũng đã về daryl và dixon cũng gia nhập trận đấu michon cũng còn bắt hộ rick thì tỉnh lại từ giấc mộng nói chung là trận này nhóm của rick thua nhưng mà đội hình đã đầy đủ sức mạnh cả nhóm tập hợp lại và quyết xem là có đánh hay chạy dixon thì bị nhốt lại nhưng mà cũng có góp ý vài ý kiến cung cấp thông tin của thống đốc cho mọi người rick thì lại định chạy trốn về hoang tưởng nhưng mà may được hơi giữ lại nhưng mà rick vẫn cố đi ra ngoài để scout cho đến khi cu Carl đi ra ngoài bảo là bố ơi, nghỉ đi một tí thì Rick lại đành phải đi tiếp tại vì again anh không nghe lệnh của trẻ con trong lúc này ở Woodbury thống đốc muốn xung quân toàn bộ người dân Andrea sen ngang cô không muốn thống đốc chiến đấu với nhóm của Rick đề nghị làm sứ giả hòa bình nhưng mà thống đốc chả quan tâm tại vì không coi Andrea ra gì tôi cũng thế phía bên nhà tù cũng xảy ra xung đột nội bộ Glenn thì không chấp nhận để Dixon trong nhóm nhưng mà Dixon lại có kinh nghiệm trận ma cơ và lại còn là anh trai của Dero Herschel cũng đi tâm sự với Dixon một phát và xác định là tên này không nguy hiểm với đội quay lại với Andrea đang nhờ Từng giúp để đi tới nhà tù anh này cũng tốt thôi chẳng qua là phải nhận lệnh của thống đốc thôi cả hai bắt một con zombie rồi chặt tay đập vỡ mồm lấy nó làm bố hộ mệnh cho Andrea di chuyển họ cũng tình cờ gặp được mấy người sống sót từ nhà tù đi ra và chỉ đường cho đến nút Berry Andrea sau đấy thành công đi bộ đến nhà tù gặp lại những người bạn cùng sinh ra tử nhưng mà giờ cô đã là người ngoài Andrea nói ra ý định hòa giải nhưng mà Herschel không tin thống đốc chịu đồng ý Brick cũng không muốn giảng hóa cơ Michonne nói ra việc bị đuổi giết khiến cho Andrea shock nhưng mà cô vẫn chọn quay lại Woodbury để bảo vệ người dân. Khi về đến nơi thì Andrea lập tức đến tìm thống đốc để chất vấn, nhưng mà thống đốc thì vẫn đếch quan tâm gì đến cô. Andrea nảy ra ý định giết hắn nhưng mà hèn chắc là vẫn thèm đụ. Ngày hôm sau Rick quay lại chỗ nhà ở tập 1 để lấy thêm súng đạn cùng Carl và Michonne, nhưng mà súng đã bị lấy hết, đành phải đi tìm những quán bar cất súng trái phép. Trên đường thì họ gặp một khu phố toàn bẫy và một người đàn ông xuất hiện trên nóc tòa nhà uy hiếp ba người bỏ hết vũ khí lại và rời đi. Nhưng mà Rick đã đi quá xa để bị cướp vũ khí nên là phản kháng michon định bọc hậu nhưng mà tay kia đã kịp chui xuống đất để tấn công rick và bị kho bắn gục nhưng mà có mặc áo chống đạn nên không chết hóa ra đây là morgan Họ đưa Morgan về hang ổ của anh ta bên trong la liệt vũ khí và đạn. Nếu mà ai không nhớ thì Morgan chính là người đã cứu Rick khi mà anh mới ra viện. Rick nhận ra cái bộ đàm liên lạc giữa cả hai mà anh đã làm mất từ bao giờ. Và ở đây chúng ta biết được là con trai của Morgan, Dwayne đã chết. Thế là Rick quyết định đợi ông bạn tỉnh lại. Carl thấy thế thì xin ra ngoài để kiếm một cái nôi em bé. Michonne đi theo. Lúc này thì Morgan tỉnh dậy và tấn công Rick. Morgan đã mất trí và coi tất cả là xác sống tại vì anh đã cô độc quá lâu. Morgan giờ chỉ mong được chết khi tự bắn vào đầu mà chết đi đơ Đến khi nhìn thấy chiếc bộ đàm thì anh mới nhận ra là Rick và kể lại câu chuyện của mình. Hồi ở phần 1 thì Morgan định bắn bà vợ cho chết đi nhưng mà không làm được và sau này cu Duyên phải trả giá cho việc đấy. Morgan đã lai lắt sống đến tận bây giờ với sự dần vặt khủng khiếp. Quay lại với Carl thì thằng bé thật ra là muốn đến một quán địa phương. Michonne dùng mấy con chuột thu hút bọn zombie trong đấy rồi cả hai đến quầy bar lấy bức ảnh gia đình của Rick treo ở đấy. Nhưng mà lúc đi ra thì lũ zombie phát hiện và làm Carl rớt bức ảnh bên trong khi thoát ra. Thằng bé đòi quay lại thì vì đấy là bức ảnh cuối cùng của gia đình. Michon không cho và bảo là để cô lấy cho Cái này quan trọng tại vì đây là cái hình ảnh duy nhất về gia đình mà Judith có thể tiếp cận Hành động này đã khiến Carl chấp nhận Michon Trong lúc này thì Rick thuyết phục Morgan về về đội vì team đang chống vị trí là Galvatot Nhưng mà Morgan từ chối và chia nửa vũ khí cho Rick Trước khi chia tay thì Carl xin lỗi Morgan về phát súng Nó có vẻ khiến Morgan hơi suy nghĩ Carl thì còn thừa nhận vị trí của Michon về Rick Và Rick đã tin tưởng hoàn toàn phán đoán của con trai Ngày hôm sau Rick đến một nhà kho cùng với Herschel và Daryl Kiểm tra xung quanh xem có mai phục không tại vì nhà kho này này sẽ là nơi đàm phán với thống đốc. người đề xuất ý tưởng thì chắc chắn là Andrea. thế là boss nói chuyện với boss, lính nói chuyện với lính. những người còn lại nhà tù thì chuẩn bị cho cuộc chiến. Dixon lại muốn dẫn người thẳng đến nhà kho mà chiến nhưng mà không ai thèm nghe. quay lại với cuộc đàm phán thì Rick đưa ra yêu cầu chia vùng này thành bắc nam đúng như cái sở trường của người Mỹ, mỗi bên quản một nơi. thống đốc bảo không, làm Rick bực bội. thế là Andrea bị đuổi ra ngoài và cuộc nói chuyện giờ mới thực sự bắt đầu. lính hai bên thì cũng thoải mái trao đổi với nhau vì dù sao đây cũng là những người bơn trải trong tận thế thôi quay lại với hai ông sếp thì thật ra cả hai khá giống nhau rất yêu thương và nỗ lực vì gia đình và đều mất vợ trong hối tiếc vợ thống đốc thì mất trong một tai nạn xe hơi rick thì cố gắng bảo vệ cho kho thống đốc cũng cố gắng tìm hy vọng cho con gái zombie dù là biến thái tóm lại là thống đốc muốn michon để trả thù cho hai con con gái và con mắt và ông ta sẽ để cho nhà tù được yên lúc này thì dixon vẫn muốn tấn công thống đốc và đối tượng được rủ dê là michon nhưng mà giờ cô này là thành viên gương mẫu rồi nên là từ chối và một tin vui lúc này là Glenn với Maggie đã làm lành và còn làm tình thống đốc và rick cũng làm tình với não đối phương mồm thì chốt là hòa bình sẽ được trao đổi với cái giá là michon nhưng mà trong lòng thì muốn đánh nhau andrea thì vẫn đích biết gì rick thì cũng không nói việc trao đổi michon mà chỉ chốt là đánh với mọi người anh giải thích điều này với hosho dù có được michon thì thống đốc cũng sẽ không tha cho họ thế nên là anh giấu cả nhóm để cho họ cảm giác đã đi vào đường cùng để phát huy hết sức mạnh Cơ mà Rick vẫn phân vân là không biết lựa chọn này có đúng hay không. Thống đốc thì đếch phân vân cái gì, chuẩn bị đầy đủ đồ chơi để đón Michon. Lúc này thì lý tưởng của thống đốc đã khác với Milton. Anh không chịu được cái sự biến thái giờ hơi này và quyết định nói cho Andrea. Cô liền tìm cách quay lại nhà tù để cảnh báo mọi người nhưng bị bắt lại, bị địch thu súng để sung cho đội quân. Sau đó đến góc tường nơi hai anh em của nhóm bị đuổi ra khỏi nhà tù canh gác. Anh này thì tốt tính nên là để Andrea đi nhưng mà thống đốc biết rồi. Milton bị xử trước, sau đó thống đốc mới tự thân truy lùng Andrea bắt được ngay trước khi đến được nhà tù đêm hôm trước đấy thì có một sự kiện diễn ra là có người đã thiêu đốt hết đống zombie woodberry chuẩn bị cho chiến tranh thống đốc biết ngay là milton người duy nhất có đủ tài nguyên để làm cái đấy còn bây giờ thì Andrea đang thế chỗ Michon để thử chiếc ghế tra tấn của thống đốc Trong lúc đó tại nhà tù thì Rick lại xoay bài muốn giao ra Michon Nhưng mà chỉ vài người thực hiện kế hoạch này Trong đó có Dixon Dixon nói luôn là Michon sẽ bị tra tấn đến chết Và biết là Rick sẽ dần vặt nếu làm thế Mà chính Rick cũng nhận ra là Michon đã hòa nhập với nhóm Nhưng mà Dixon đã biết trước là Rick xoay bài rồi Nên là tự ý bắt trói Michon và dẫn cô đi trao đổi với thống đốc Để giữ cho mọi người ở nhà tù và đặc biệt là thằng em dai của mình an toàn Mãi lúc sau thì Rick mới phát hiện ra và cử Daryl đi tìm nhưng mà Michonne lại thông não chi thuật được Dixon và hắn thực ra là cũng khoái cả nhóm và cũng thương em dai và không muốn tiếp tục là một tên tay sai vô tri nữa thế là Dixon thả Michonne đi bộ về bản thân thì đi dắt một đám zombie về phía berry, thu hút quân lính ở cánh cổng và lén giết từng tên một bớt thằng nào thì nhà tù an toàn hơn phần đấy nhưng mà cuối cùng thì cũng bị thẩm đốc bắt và bắn vào bụng cho biến thành zombie khi mà Daryl đến nơi thì chỉ còn biết khóc tranh thủ lúc tăng ra thì Glenn quyết định cầu hôn Maggie luôn cho nó trung hòa vạn sự lúc này thì Rick tập hợp cả nhóm lại lại. nói ra chuyện của Michon xin lỗi các thứ và chốt lại là sẽ chiến tranh với thống đốc ở Woodbury thì thống đốc đang bắt Milton giết Andrea để chứng minh sự trung thành nhưng mà Milton không chịu thế là thống đốc cho anh một dao rồi nhốt cùng phòng với Andrea để zombie Milton làm gỏi nốt cô nàng tóc vàng thống đốc sau đó dẫn quân đến nhà tù và mắc kế vườn không nhà trống nhóm của Rick lén bật báo động khiến cho zombie tràn ra từ ngõ cách nhà tù trong lúc mọi người hoảng loạn các thành viên trong nhóm đã vũ trang đầy đủ bắt đầu xả đạn vào đám đông quân đội của thống đốc thì quá tạp nham để đánh nhau nên đã rút lui toàn bộ một thằng bé chạy lạc đến chỗ các thành viên khác ẩn nấp thằng này đang định giao súng đầu hàng thì bùm ca bắn chết luôn hành động của cậu bé khiến Herschel, Mike luôn Rick và Carl đã trở nên quá lạnh lùng để sinh tồn và cũng đếch thèm nghe lời bố nữa mà Rick thì cũng không có thời gian dạy con đội quân của thống đốc tan tác sợ đã quần rồi thì đánh đấm gì nữa thống đốc phát điên và giết tất cả mọi người luôn chỉ còn hai anh này sống sót chị này cũng sống vì hết đạn thống đốc sau đó bỏ đi cùng hai tên thân tín nhóm của Rick thì phát hiện ra đám xác chết và tìm được cô ấy còn sống lúc này thì cả nhóm di chuyển tới Woodbury và gặp được ngay người quen đang canh cổng Thế là cả bọn xông vào tìm Andrea nhưng mà Andrea đã bị cắn Sáng hôm sau Rick đưa tất cả mọi người còn lại ở Woodbury về nhà tù mà chủ yếu là người già và người không làm được gì Không biết là mùa sau như nào đây Và thế là một cuộc sống mới bắt đầu Và đó là tất cả những gì đã diễn ra trong phần 3 Tôi là vui vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào Xin chào và hẹn gặp lại